Hiền Sâm. Dạ. Tác nghiệp. Vâng thưa sếp. Mời hai ngài như thế em chụp cửa ảnh ạ. 1, 2, 3. Rồi ạ. Ngài đã thuyết phục tập đoàn của chúng tôi bằng các thiết bị nâng hạ của Kenbu. Tôi đánh giá rất là cao dòng Kenbu KKBB. Đây là dòng panel cao cấp chuyên dùng trong các nhà xưởng. Dòng này chạy rất là khỏe và bền bỉ lắm ạ. Xin cảm ơn ngài. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để làm vừa lòng các ngài. Hy vọng là được hợp tác lâu dài với ngài. Vâng. Còn bây giờ xin phép ngài, tôi phải ra sân bay ạ. Tôi thật không ngờ thiết bị nâng hạ Kenbo lại có sức thuyết phục nhà đầu tư nhanh đến như vậy. Tôi đã làm không dưới 100 dự án liên quan đến cái thiết bị này. Cho nên tôi mà đã tư vấn cho ông là một đập là ăn quan. Đó. Vẫn biết đại nhà thầu Hải Bao Tải gia tài phải hàng 100 triệu đô, gái đầy vườn, siêu xe đầy nhà. Thế nhưng mà vẫn phải xin phép ngài là lãi suất chia đôi. Ông đã nói thế rồi thì thôi được, tôi nhận. Nhưng mà này, nói thật với ông ấy, cầm 50% tiền lãi của ông ấy mà, tôi cũng chỉ để đi làm từ thiện thôi. Ôi à, anh em mình chỗ thân tình, tìm một thùng bia ngon ngon uống với nhau là được rồi. Nghe không? Cái đấy thì đơn giản quá. Mà này, ông gọi ông bạn vàng ông đến đấy à? Không, tôi có cho mời ai đâu. Ông bạn một tấc đến giờ của ông đến kìa. Cha đấy làm gì nhỉ?